Cái gì vậy? Bà coi nha, bà cười nãy giờ vậy? Hả? Vô mà coi được cái này mắc cười lắm nè. Cái clip này đang hot trên mạng dữ lắm luôn á. Tình yêu là chó hay mèo? Sao ngộ quá vậy? Trời ơi, ai dễ thương quá ha. Ê mà Kim Chi, bà có nhớ ngày xưa bà cũng sáng tác một bài hát tình yêu vi diệu không? Gì mà tình yêu giống tô mì tôm, chế nước sôi vô chờ 5 phút ăn liền. Đại loại vậy. Lỡ lời thôi. Ý tôi là bà rất có sáng tạo ở trong nghệ thuật á. Cái lời bài hát nó vô cùng ý nghĩa và sâu sắc luôn. Nhưng mà cái clip này dễ thương quá ha. Trời đang hot trên mạng dữ lắm luôn á, tụi nó xè quá trời à. Ồ, nhưng mà bà có biết đây là mẹ của Yumi không? Hả? Mẹ của Yumi á. Yumi, bạn gái của mình hả? À đúng rồi. Tại vì á, hồi lúc á, Yumi cũng nhờ mình bán đĩa nè, bán đĩa cho mẹ của Yumi hát á. Cái đĩa tôi cũng mua ủng hộ cho cổ đâu rồi ta. À, đây, đây. Đây nè. Nhưng mà cái bài này không có nổi bằng cái bài này. Cái bài này công nhận dễ thương ghê. Ôi, mẹ Yumi ra bài mới hay lắm nè, đang hot trên mạng dữ lắm luôn á mẹ. Mở, mở coi coi. Dạ dạ, đây đây để coi. Đây. Đây. Bảy tụm bả. Cái lời gì đâu nhám nhở. Chó mèo tình yêu mà dí chứ. Mình là chó mèo. Bà biết ai hát không? Ai vậy? Mẹ của Yumi đó. Bây giờ đang hot trên mạng lắm đó nha. Yumi hả? Trời ơi, tôi tưởng con cá mập biết hát chứ. Không nói vậy chứ, cái bài hát dễ thương á. Cái lời nó rất cười. Mà nhảy nhót cũng vui chứ không? Cái lời gì đâu mà là con nít nó viết còn được. Trời đó mà lời hay hay cái gì. Lời là... Ủa? Lời bài hát đó là của mẹ con viết á. Mẹ con viết hả? Rồi sao? Dễ ợp. Con nghe hết rồi. Ông kỳ quá à. Làm gì đâu kỳ. Dở chơi dở chứ kỳ gì. Dở đâu mà dở. Bài hát đang hot vậy. Ông không nghe thì thôi. Ông chơi dở. Ủa, ở nhà ông có quyền chê chứ. Ông có quyền chê bất kỳ ai biểu lọt vô nhà ông chi nghe chi. Ba. Con mà đừng buồn nghe. Yumi. Ông lớn tuổi ông khó khăn. Mẹ nhưng mà làm sao? Khai. Ê, đây, ủng hộ mẹ con. Cho chú xin chữ ký. Nói với mẹ con là chú muốn xin chữ ký của mẹ con. Mẹ con hát rất hay. Ờ, cô cũng vậy nữa. Cô sẽ mua cuốn sổ để mà sưu tập chữ ký của mẹ con. Ừ. Nha. Bà con xin chữ ký nữa. Là con chó. Chú sẽ xin chữ ký con mèo. Chào con nhà ông về. Ủa con, Minh nó gần về rồi không ở chờ nó hả? Ờ, Minh nó gần về không chơi mới tới gì. Bà sai hết trơn luôn thì. Trước mặt người ta dùm chê mẹ ta thẩm tệ người ta buồn sao được. Nhưng mà bà biết là mẹ của Yumi hát rồi thì mình phải nói làm sao đó chứ. Không, nhưng mà cái bài hát vui thiệt. Nghe vui thiệt mà. Vui chứ bộ. Mèo mèo. Dễ thương chứ. Coi lại đi anh. Đây. Mèo mèo mèo. Anh đẹp trai như là con chó, go go. Em dễ thương như là con mèo, meo meo. Hai chúng ta trông thật nhiều, nhưng lại gần có căng nhau đâu. Meo go, meo go, meo go. Meo meo. Cái gì vậy? Bà hát cái gì dí vô con chó con mèo vậy đây vậy? Thì cái bài đang hot là dễ thương tụi ca. Dẹp. Cấm tiền đi.
Trời khác nhí vô. Sao khó khăn là ca cũng vô ca. Ca ca cái gì? Tôi nói rồi nha, trong nhà này không ai được hát cái bài đó. Nhất cái đầu. Anh tự tin khoe em là chó, em tự tin khoe em là mèo. Anh chúng ta không thật nhí nhố, không bao giờ ta cắn nhau đâu. Vậy ai cho mày hát cái bài gì nhí nhố ai nhí nhố vậy? Sao nhà này bây giờ cho lậm cái bài hát đó hết vậy? Ủa ba, cái bài đó hay rồi ba. Hay cái gì? Nhà nhí nhố phá tan cái sự yên tĩnh trong cái nhà này hết trơn cái trời. Cấm triệt để không ai được hát cái bài đó. Sao tự nhiên lại cấm con hát cái bài con thích nhỉ? Thích cái gì? Ai có chủ quyền nhà của nhà này, người đó có quyền, hiểu chưa? Ba. Gì con? Con thấy cái bài này vui mà, hát cũng được mà ba, đâu có sao đâu. Không, ba không thích. Ba không thích nghe cái bài đó nữa. Với lại cái bài này là của bạn con mà, mình phải ủng hộ chứ ba. Không cần biết ai sáng tác, ai viết ra. Nhưng ba cấm triệt để trong nhà này không ai được hát cái bài đó. Nghe đi. Dạ. Bài ca nhí nhó nhí nhó. Alo. À. Phẫu thuật hả? Anh đẹp trai như là con chó, em dễ thương như là con mèo. Tuy đôi ta trông thật nhí nhó, nhưng ai cần có căng nhau đâu. Mèo mèo. Thu Phương à, anh đến rồi hả? Em có sao không? Dạ em không sao anh. Em phẫu thuật thành công rồi. Sao em về mà không cho anh hay vậy? Em về dự đám cưới của đứa cháu ruột à. Rồi thấy mệt trong người nên em mới đi khám tổng quát à. Thì phát hiện có khối u nên em làm phẫu thuật luôn. Cũng may á là khối u lành thôi. Vậy là cũng may mắn lắm rồi. Dạ. Ừ. Nhưng mà bao giờ em trở về nước? Ừ. Khi nào bác sĩ cho xuất viện thì em sẽ quay về. Đã là em về phải báo cho anh liền chứ. Làm sao gọi cho anh được? Sao vậy? Anh không trả lời thư. Mà em thì bị mất số điện thoại. Em mới xin số điện thoại của anh lại. Ồ. Là gọi liền cho anh đó. Vậy à? Vậy là thư đi sai địa chỉ à? Ủa? Thư nào anh? Thôi để anh sẽ nói chuyện với em sao. Hôm nay trời đẹp, mình đi dạo tí đi em ha. Dạ. Ngồi đi, ngồi đi. Ôi, dạ thôi em đi được rồi anh. Anh thích đẩy em. Em ngồi cẩn thận nghe. Dạ. Anh nè. Ừ? Chuyện lá thư và gói quà của em là sao? Anh kể cho em nghe đi. Có gì đâu. Chà, mà đi sao mà hôm đó đó sĩ vậy rồi có làm sao không? Anh đã vừa mà nghe nói bác sĩ đang kiểm tra mà đó. Ôi trời ơi, đi cần phải để ý người chứ. Ủa ba, chào mừng đi. Ông Nghĩa, ông đi đâu vậy nè? Tôi không, tôi đi thăm bạn. Vậy hả? Bà, tôi cũng thăm bạn, tôi bị tai nạn đây nè. Dạ. Mạnh ai nấy thăm ha. Rồi rồi. Đi 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 đi. Em chào anh. Trời ơi, đi thăm lẹ lẹ vậy còn nấu cơm nữa. Bà sao bà xui dữ vậy trời. Biết nằm phòng nào không bà? Phòng này nè. Em có sao không? Anh xin lỗi nghe. Em không sao. Thôi đi đi đi. Em hiểu mà. Em không muốn để chị nhà hiểu lầm. Mình tệ quá, bà ấy phải phẫu thuật khối u mà mình không biết gì hết. Vết mổ chưa lành hẳn còn xô đẩy bà nữa. Ông này vì sao vậy, sao không xuống ăn cơm? Nè, tôi nói chuyện với ông vậy, ông kia ghẻ tôi dữ vậy trời. Cái gì vậy? Mặc luôn. Trời ơi. Quýt hà. Nè 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 nè, đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Cái gì? Mà. Ông này sao vậy ta? Sao quạo dữ vậy trời?
Cô y tá. Dạ. Cho tôi hỏi thăm cái người này. À dạ, bác ở đây mới làm thủ tục xuất viện xong ạ. À, bác ấy vừa đi ra ngoài đó bác. Xuất viện? Dạ đúng rồi. À, bác ấy mới ra ngoài, bác không thấy ở ngoài ạ? Thu Phương. Anh Nghĩa. Thu Phương. Ủa sao tự nhiên anh khóc vậy? Xin lỗi, anh không kềm được. Anh không kềm được cảm xúc của mình em ơi. Coi kìa, anh hả giống như đứa con nít vậy á. Nhưng mà hả chính vì điểm đó mà em yêu anh đó. Anh biết không, anh là mối tình đầu trong lòng của em đó. Trời ơi, tự nhiên lớn tuổi rồi mà nói chuyện yêu đương kỳ quá. Nói ra điều này trong lòng em rất nhẹ nhõm. Anh biết không, khi biết tin mình phải phẫu thuật, em rất là lo sợ. Em cảm thấy nuối tiếc những điều em chưa làm được. Trong đó hả có tình yêu của anh và em. Để em cho anh nghe bài hát này nha. Nghe không anh? Ủa sao vậy anh? Bài hát này á, tựa là tình yêu là chó hay mèo á. Em á hả, rất thích bài này. Anh biết không, mỗi khi mà nghe bài hát này á hả, là em lại nhớ tình yêu em và anh. Em có cảm giác là hả, tác giả viết dành riêng cho em và anh. Gia đình là số 1, oh oh oh. Gia đình là số 1, oh oh oh.